Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 10 tháng 10. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình thời sự qua các nền tảng số của đài như Hưng Yên TV Go, trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đi kiểm tra sự cố sụt lở đường tỉnh 382 ở huyện Ân Thi. Nhà ngoại giao chiến lược tài ba phóng sự nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, mùng 10 tháng 10 năm 1911, mùng 10 tháng 10 năm 2021. Về thăm nơi thành lập tỉnh đội dân quân Hưng Yên năm 1947 ở xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Qua 3 đợt tỉnh Hưng Yên hỗ trợ trên 700 tấn gạo cho những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cần tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực lý lịch tư pháp. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra sự cố sụt lở nền đường DT382 đê sông Kim Sơn thuộc xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Sáng ngày 10 tháng 10 trên tuyến đường DT382 phát hiện sụt lở nền mặt đường với tổng chiều dài 60m, chiều rộng sụt nền mặt đường khoảng 4 đến 4,5m, sâu khoảng 1,5m. Mặt đường phía bên phải hư hỏng hoàn toàn, lề và ta luy đường sạt trượt 1 đến 2m. Tuyến đường tỉnh 382 đoạn từ xã Bắc Sơn đến xã Phụ Ổng, huyện Ân Thi trên nền đê sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Khu vực này có ảnh hưởng của dòng chảy và mưa nhiều. Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lắp đặt rào chắn phân luồng và hạn chế phương tiện tham gia giao thông qua đây, tiếp tục theo dõi diễn biến và thông tin cho chủ đầu tư dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh 382 có biện pháp xử lý. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với huyện Ân Thi và các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân gây ra tình trạng sụt lở của đoạn đường, khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực. Cùng với đó, ra soát lại toàn bộ tuyến đường D trên địa bàn tỉnh để có phương án bảo đảm an toàn trong tình hình mưa bão. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra hoạt động của trạm bơm La Tiến, huyện Phù Cử, trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão, kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu, chủ động hạ thấp mực nước trên các kênh trục thủy lợi trong trường hợp mưa lớn kéo dài trên địa bàn. Lên phương án tiêu rút nước đệm sẵn sàng tiêu úng hiệu quả cho các diện tích trồng cây vụ đông. Huyện Ân Thi là mảnh đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu nhiều địa chỉ đỏ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó phải kể đến chùa Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, nơi thành lập tỉnh đội dân quân Hưng Yên, tổ chức tiền thân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 74 năm trôi qua, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hồ Tùng Mậu luôn nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, dân quân du kích toàn tỉnh tăng lên hàng vạn người, lực lượng vũ trang ở cả ba cấp đã hình thành nhưng chưa có cơ quan chỉ huy. Ngày 1 tháng 4 năm 1947, thực hiện quyết định của chính phủ và sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, tỉnh đội dân quân Hưng Yên được thành lập tại chùa Gạo Bắc. Từ đây, các huyện đội dân quân, các đơn vị bộ đội được thành lập phối hợp tác chiến cùng nhân dân Hưng Yên làm nên những trận đánh điển hình, lập nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc của dân tộc. Cụ Âu Đức Lợi năm nay đã 92 tuổi kể lại, không chỉ là nơi thành lập tỉnh đội dân quân Hưng Yên trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu còn được chọn là nơi hoạt động của các tổ chức cách mạng, nơi sơ tán tập kết các cơ quan của tỉnh sau khi rút khỏi thị xã Hưng Yên thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến. Thôn Gạo Bắc lúc bấy giờ là có một con đường tức là thông thương giữa Hải Dương và Hưng Yên. 1947 thì cái phong trào cách mạng ấy, thì đã bắt đầu dựng lên các cái đoàn thể chính trị, thanh niên, phụ nữ, dân quân du kích, thế và được trên tỉnh và huyện là chú ý tập trung vào cái khu này. Là khu căn cứ du kích kiểu mẫu, phong trào cách mạng lúc bấy giờ thì thôi sụp.
năm 2014, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hồ Tùng Mậu vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, cùng với đó, công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã tổ chức thực hiện hiệu quả. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng trong công tác tuyển quân thì đối với Hồ Tùng Mậu thì từ trước đến nay năm nào cũng hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển quân, đồng thời lãnh đạo nhân dân thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa đa dạng các mô hình sản xuất kinh doanh để thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế của xã hội của xã đi lên và hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong kháng chiến, người dân xã Hồ Tùng Mậu anh dũng kiên cường, ngày nay trong lao động sản xuất thì cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Cán bộ và nhân dân xã Hồ Tùng Mậu đã và đang bứt phá đi lên, xứng đáng với truyền thống anh hùng, nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử của vùng quê cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Lê Đức Thọ, tên thật là Phan Đình Khải, sinh năm 1911 tại tỉnh Nam Định, là nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, giữ nhiều cương vị quan trọng như Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt, đồng chí có nhiều đóng góp cho công tác ngoại giao, là nhà ngoại giao tầm cỡ chiến lược trong cuộc hòa đàm lịch sử để đi đến ký kết Hiệp định Paris kéo dài gần 5 năm từ năm 1968 đến năm 1973. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, mùng 10 tháng 10 năm 1911, mùng 10 tháng 10 năm 2021, xin trân trọng giới thiệu phóng sự Lê Đức Thọ, nhà ngoại giao chiến lược tài ba. Đồng chí Lê Đức Thọ hoạt động cách mạng từ khi mới 15 tuổi. Tháng 8 năm 1945, đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng tham gia lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 8. Từ năm 1948 đến năm 1954, đồng chí giữ cương vị chủ chốt trong xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam. Đầu năm 1968, được Bác Hồ và Bộ Chính trị giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Đức Thọ sang Pháp đảm đương sứ mệnh cố vấn đặc biệt của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trực tiếp đàm phán với đại diện của Hoa Kỳ về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đồng chí đối đầu trực diện với Henry Kissinger, một nhân vật ngoại giao tầm cỡ thời đó, với hàng trăm cuộc hội đàm, gặp gỡ chung và riêng. Với tầm nhìn xa trông rộng về chiến lược, khôn khéo, kiên quyết về nguyên tắc và linh hoạt về sách lược, đồng chí góp phần buộc đối phương phải chấp nhận các yêu cầu của ta. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris chính thức được ký kết. Nội dung của Hiệp định đã đáp ứng được quan điểm chủ đạo của ta là lập lại hòa bình ở Việt Nam, toàn bộ quân đội Mỹ và nước ngoài phải rút khỏi miền Nam. Trên danh nghĩa thì đồng chí là cố vấn đặc biệt của đoàn, nhưng mà trên thực tế đó, thì đồng chí Lê Đức Thọ là Ủy viên Bộ Chính trị nhận trách nhiệm trước Trung ương về việc chỉ đạo trực tiếp đoàn đàm phán của chúng ta tại Hội nghị Paris. Những cống hiến của đồng chí Lê Đức Thọ tại Hội nghị Paris đã góp phần làm rạng danh nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế. Sau Hội nghị Paris, đồng chí kiên quyết từ chối nhận giải thưởng Nobel Hòa bình chung với Henry Kissinger. 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, được chính các đối thủ phải nể phục. Lịch sử ngoại giao với những trang vàng chói lọi của cuộc đàm phán lịch sử Paris luôn ghi công đồng chí một nhà ngoại giao chiến lược tài ba, mưu lược và khôn khéo. Thực hiện phong trào thi đua, đoàn kết chung sức đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay tỉnh Hưng Yên đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của trên 400 đơn vị cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sau hơn 5 tháng triển khai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 114 tỷ đồng từ các đơn vị cá nhân tổ chức ủng hộ để phòng chống dịch COVID-19, trong đó đã chi gần 25 tỷ đồng hỗ trợ 10 huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng tham gia công tác phòng chống dịch.
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Qua đó, nhằm tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết của toàn dân và thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Phiếu lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ đặc thù có tính ứng dụng nhiều trong đời sống. Hiện nay, thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp đã được nâng lên mức độ 4, tức là mức độ có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Tuy nhiên, rất nhiều cá nhân tổ chức chưa biết điều này vẫn thực hiện thủ tục theo cách truyền thống là nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, vừa tốn công đi lại, vừa tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Có ý định thành lập công ty, anh Nguyễn Anh Tài ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, sau khi gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, được hướng dẫn bổ sung phiếu lý lịch tư pháp. Quyết định làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại nhà chỉ với quyển sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân và chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh, anh Tài đã làm xong thủ tục trong vòng 15 phút. Các thao tác rất là dễ và cứ theo các cái bước trên mạng là có thể thực hiện được. Sau khi nộp qua mạng thì tôi cũng có thể theo dõi được tình trạng hồ sơ của mình, ví dụ nó đang được giải quyết đến khâu nào và thời gian hẹn ngày bao nhiêu thì cũng có thể tra cứu được. Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Hàng năm, cấp phiếu lý lịch tư pháp là thủ tục có số lượng hồ sơ giao dịch nhiều nhất của Sở Tư pháp, dao động từ 6 đến 7.000 hồ sơ mỗi năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, chỉ có 500 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên tổng số hơn 4.000 hồ sơ phát sinh. Phần lớn người dân vẫn đến trực tiếp Trung tâm Hành chính công tỉnh để thực hiện thủ tục. Trong khi đó, để thực hiện trực tuyến thủ tục này, chỉ cần đăng nhập vào trang dịch vụ công trực tuyến có địa chỉ https://dịchvucong.hungyen.gov.vn và làm theo hướng dẫn rất đơn giản. Những lưu ý mà trong quá trình các bạn thực hiện khai tờ khai và nộp tờ khai, thì thứ nhất là cái tờ khai các bạn phải khai chính xác và đầy đủ các thông tin, chọn các loại phiếu cần cấp, tránh thời gian chỉnh sửa. Và thứ hai nữa là các cái giấy tờ tùy thân các bạn nhớ cho là mình sẽ phải thực hiện scan hoặc chụp từ bản gốc, chứ không phải là các cái giấy tờ chứng thực khác. Dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp các tổ chức cá nhân có thể thực hiện thủ tục ngay tại nhà hay ở cơ quan đơn vị, đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Hình thức này cũng sẽ dần trở thành xu hướng thực hiện thủ tục hành chính chủ yếu trong tương lai. Do đó, cá nhân, tổ chức cần nâng cao nhận thức và ý thức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nói chung và thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp nói riêng bằng hình thức trực tuyến để vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 11 tháng 10, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ và giá xăng dầu dự báo sẽ tăng mạnh. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn thế giới đang gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như đời sống của người dân trong bối cảnh thích ứng với dịch COVID-19. Theo dự đoán, ở kỳ điều hành vào ngày 11 tháng 10, nếu không tác động đến quỹ bình ổn và giữ nguyên các loại thuế phí hiện tại, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 900 đến 1.100 đồng một lít, giá xăng RON 95 tăng 820 đến 1.020 đồng một lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng tăng 1.080 đến 1.280 đồng một lít, dầu hỏa tăng 460 đồng một lít và dầu mazut tăng 1.090 đồng kg. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, giá ga cũng có lần tăng thứ 5 liên tiếp với mức tăng cao nhất đến 42.000 đồng một bình 12 kg, khiến mỗi bình ga có giá từ 460.000 đồng đến trên 500.000 đồng. Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau làn sóng COVID-19, việc giữ cho các yếu tố đầu vào ổn định giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân rất quan trọng. Vì vậy, với giá nhiên liệu tăng cao khiến doanh nghiệp bên cạnh việc vừa phải thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19, vừa phải khắc phục tình trạng giá nhiên liệu tăng cao. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường tiểu học ở huyện Kim Động đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phòng chống dịch COVID-19 cho các em học sinh, đảm bảo các điều kiện an toàn.
toàn cho việc dạy và học. Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh hiện có trên 520 học sinh tiểu học. Từ đầu năm học, trên 100 học sinh lớp 1 được đến trường học một tuần 3 buổi. Các khối lớp còn lại thực hiện học trực tuyến. Tuy nhiên, giữa tháng 9 vừa qua, khu dân cư thôn Trung Hòa phải phong tỏa do có liên quan đến trường hợp F0 ở Thọ Vinh. Trước tình hình đó, nhà trường đã chủ động các biện pháp phòng dịch đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Với những biện pháp hiệu quả, chỉ sau 5 ngày cho học sinh học tại nhà thì nhà trường đã hoạt động trở lại bình thường. Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch đón học sinh đến trường, đo thân nhiệt của các con ở ngay tại cổng trường. Khi ra tan lớp, chúng tôi cũng đã bố trí cho các lớp là tan ở các khung giờ khác nhau để đảm bảo cho việc không tập trung đông học sinh cùng một thời điểm. Học sinh tiểu học là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao do sức đề kháng và kỹ năng tự phòng dịch còn hạn chế. Do đó, để hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác dạy và học, vừa phòng chống dịch hiệu quả, tại 17 điểm trường tiểu học của huyện Kim Động đều chủ động các biện pháp phòng dịch, nâng cao ý thức tự phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Ngự ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ được xây dựng từ thời nhà Lê, thời Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng thời Lý. Di tích này hiện bị xuống cấp nghiêm trọng, rất cần được trùng tu, nâng cấp ngay. Từ nhiều năm nay, người dân thôn Yên Phú, xã Giai Phạm được khuyến cáo không nên ở lâu trong đình ngự do hệ thống cột kèo đã bị mục ruỗng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến năm 2021, đình ngự phải đóng cửa, không phục vụ nhân dân để đảm bảo an toàn. Tất cả các ban thờ, đồ thờ cúng phải để nhờ tại nhà văn hóa xóm đồng, gây ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa tâm linh của người dân. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã xây dựng kế hoạch trùng tu, nâng cấp đình ngự, nhưng vẫn phải đợi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt. Nhờ tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên tiếp tục được giữ vững, góp phần quan trọng vào quá trình giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Là địa bàn đông dân cư với gần 10.000 nhân khẩu, có chợ đầu mối, lại có tuyến đường đê tả sông Hồng chạy qua, nên những năm trước đây, Quảng Châu được đánh giá là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp vật nuôi, nông sản khiến nhân dân bất an. Trước thực trạng đó, thời gian qua, công an xã đã chủ động bám sát địa bàn, ra soát và tổ chức cho 6 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, kiểm soát chặt chẽ 4 đối tượng nghi nghiện, phân công ca trực tăng cường tuần tra theo khung giờ, không cố định để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc phát sinh. Trên địa bàn chúng tôi không xảy ra những cái vụ trọng án lớn và cái trộm cắp giảm hẳn. Thực sự mà nói là chúng tôi rất là yên tâm. Dù lực lượng mỏng, nhưng với tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã, 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Từ đầu năm đến nay, công an huyện Tiên Lữ đã tập trung thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng như vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, vừa xử lý được nhiều vụ việc liên quan đến không chấp hành an toàn dịch bệnh COVID-19 và tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip. Lực lượng công an huyện Tiên Lữ đã bám sát cơ sở, phân tích dự báo kịp thời phát hiện, đấu tranh tội phạm hình sự và các tai tệ nạn xã hội. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công an huyện đã phối hợp rà soát, kiểm tra phát hiện 83 trường hợp từ vùng dịch về địa phương, xử phạt một quán internet với số tiền 15 triệu đồng, 3 trường hợp không khai báo y tế với số tiền 27,5 triệu đồng, 2 quán ăn với số tiền 20 triệu đồng, 1 trường hợp trốn cách ly 5 triệu đồng và 90 trường hợp không đeo khẩu trang, tổng số 95 triệu đồng. Kiểm tra lập biên bản xử lý quán karaoke sau đêm mở cửa hoạt động trong thời điểm tạm dừng để phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Bắt giữ và khởi tố vụ án cắt trộm cáp viễn thông. Trong công tác cấp quản lý căn cước công dân, công an huyện đã lập được trên 68.000 hồ sơ, trong đó cấp mới trên 40.000 hồ sơ. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các hạ tầng số như Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.